Sự thật, Tôn Ngộ Không chỉ thọ 342 tuổi và nguyên nhân bị Bồ Đề Tổ Sư đuổi đi. Trong Tây Du Ký, Ngộ Không vì khoe khoang pháp thuật mà bị đuổi đi. Sau đó vì vi phạm thiên điều mà bị giam giữ 500 năm. Nhiều người đặt ra câu hỏi, Bồ Đề Tổ Sư thực sự tức giận và không quan tâm đến đồ đệ của mình nên mới đuổi đi hay sao? Theo nguyên tắc của nội dung Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không được sinh ra từ một viên thiên thạch. Lúc sinh thời khiến đất trời rung chuyển, kinh động đến thiên đình. Sau đó, thạch hầu sống tự do tự tại ở Hoa Quả Sơn cho đến khi một con khỉ già chết trước mặt nó. Thạch hầu nghĩ rằng rồi đến một ngày nào đó mình cũng sẽ chết đi như vậy và dục vọng trường sinh bất tử bắt đầu nổi lên. Thạch hầu đã quyết tâm ra ngoài tầm sư học đạo, cuối cùng được bái làm môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư đặt tên cho Thạch Hầu là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không học được từ Bồ Đề Tổ Sư hai bản lĩnh là bộ 72 phép biến hóa và cân đậu vân. Điều làm Tôn Ngộ Không bất ngờ là sau khi rời khỏi Bồ Đề Tổ Sư không lâu thì bị Hắc Bạch Vô Thường câu lấy linh hồn và mang đi. Chả lẽ bộ pháp thuật cao siêu mà Tôn Ngộ Không học được từ Bồ Đề Tổ Sư có vấn đề hay sao? Sự thật là năm đó, Bồ Đề Tổ Sư không hề dạy cho Ngộ Không thuật trường sinh, mà chỉ truyền cho Ngộ Không đạo thuật. Ngay sau khi được Bồ Đề đặt tên, thì số mệnh của Tôn Ngộ Không đã được ghi lên sổ sinh tử ở địa phủ. Với pháp lực của Bồ Đề Tổ Sư, ông đương nhiên xem được Tôn Ngộ Không thọ được đến năm bao nhiêu tuổi. Lúc Tôn Ngộ Không rời đi năm đó vẫn chỉ là một thạch hầu bình thường, có số mệnh dài 342 năm. Bồ Đề Tổ Sư hoàn toàn biết được mục đích của Tôn Ngộ Không khi tìm đến ông là được trường sinh bất tử. Ông không phải không để ý đến chuyện đó, mà ngay từ đầu ông đã ngầm giúp Ngộ Không đạt được ý nguyện này. Bồ Đề Tổ Sư biết được rằng ngay khi đặt tên cho Tôn Ngộ Không thì cái tên Tôn Ngộ Không sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử của Diêm Vương, và muốn trường sinh bất lão thì chỉ cần xóa bỏ số mệnh trong sổ sinh tử là được. Khi biết được số mệnh của Ngộ Không sắp kết thúc, Bồ Đề Tổ Sư đã lập tức đuổi Ngộ Không đi, cắt đứt mọi quan hệ và không cho phép Ngộ Không được nhắc tới mình. Bồ Đề Tổ Sư làm vậy vì ông hiểu với tính tình của Ngộ Không, khi bị người của địa phủ bắt đi, dựa vào đạo thuật học được của mình thì Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ phản kháng, làm kinh động tam giới, khó mà tránh khỏi lôi kéo ông vào chuyện đó. Có thể nói, ngay từ đầu Bồ Đề Tổ Sư đã biết và luôn muốn giúp đồ đệ của mình đạt được ý nguyện. Tôn Ngộ Không náo loạn như vậy chắc chắn sẽ khiến cho thiên đình tức giận, phái thiên binh thiên tướng truy bắt. Nhưng những phép thuật mà Bồ Đề Tổ Sư dạy cho Tôn Ngộ Không đều dùng để chạy thoát và giữ mạng. Thế nên, phải đến khi Phật Tổ Như Lai ra mặt mới có thể giam giữ Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Hành Sơn. Bồ Đề Tổ Sư chắc chắn cũng tiên đoán được sự việc xảy ra như vậy. Ông không phải không muốn cứu Ngộ Không, mà ông không tiện ra tay giúp đỡ. Thứ nhất là Ngộ Không vi phạm thiên điều, chắc chắn phải chịu phạt. Thứ hai là ông biết số mệnh của Ngộ Không có duyên với nhà Phật và đạt thành chính quả sẽ giúp Ngộ Không thoát ra được sự ràng buộc của luân hồi. Cuối cùng là ông lắng rằng, sau khi trường sinh, cứ 500 năm sẽ phải chịu một thiên kiếp, sống chết khó đoán. Vừa hay dưới bàn tay của Như Lai, Ngộ Không sẽ tránh được thiên kiếp đó. Đến đây, Bồ Đề Tổ Sư đã có thể mỉm cười an tâm cho đồ đệ của mình rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.